cùng anh chị em. Và ở cùng cha. Tin mừng Chúa Giêsu Kitô theo Thánh Matthêu. Lạy Chúa, vinh danh Chúa. Khi ấy, Đức Giêsu đi ngang qua trạm thu thuế, thì thấy một người tên là Matthêu đang ngồi ở đó. Người bảo ông: "Anh hãy theo tôi." Ông đứng dậy đi theo người. Khi Đức Giêsu đang dùng bữa tại nhà ông ấy, có nhiều người thu thuế và người tội lỗi kéo đến cùng ăn với người và các môn đệ. Thấy vậy, những người Pha-ri-sêu nói với các môn đệ người rằng: "Tại sao thầy các anh lại ăn uống với bọn thu thuế và quân tội lỗi?" Nghe thấy thế, Đức Giêsu nói: "Người khỏe mạnh không cần thầy thuốc, người đau ốm mới cần. Hãy về học cho biết ý nghĩa của câu này: Ta muốn lòng nhân chứ đâu cần lễ tế, vì tôi không đến để kêu gọi người công chính mà để kêu gọi người tội lỗi." Đó là lời Chúa. Lạy Chúa Kitô, lạy Thiên Chúa. Quý ông bà và anh chị em thân mến, trên hành trình loan báo tin mừng, Chúa Giêsu đã đi nhiều nơi, nhiều chỗ và với nhiều hạng người khác nhau. Ngài đã loan báo tin mừng cho mọi người. Ngài đã công bố tin mừng nước Thiên Chúa, cũng như chữa lành biết bao nhiêu người bệnh tật được khỏi, rồi siêu trừ ma quỷ. Và ngày hôm nay, Chúa Giêsu, Ngài đã đi ngang qua trạm thu thuế và có một người đang ngồi bàn thu thuế tên là Matthêu. Chúa Giêsu đã cất tiếng kêu gọi: "Anh hãy theo tôi." Và ông đã lập tức đứng dậy rời bàn thu thuế để đi theo Chúa Giêsu. Như chúng ta biết, nghề thu thuế đối với người Do Thái là một nghề mà bị những người Do Thái khinh thường, khinh bỉ, bởi vì người làm nghề thu thuế cộng tác vào với đế quốc Roma để bóc lột, để thu thuế nhằm thu lợi nhuận cho mình và cộng tác với đế quốc. Cho nên với những người làm nghề thu thuế bị những anh chị em khác khinh thường, khinh bỉ và liệt họ vào những người tội lỗi. Cho nên khi ngồi bàn thu thuế như thế thì Matthêu cũng mang một cái tâm trạng buồn, bởi vì gặp những cái ánh mắt khinh thường của anh chị em đồng loại. Và trong thâm tâm của ông, chắc chắn ông hy vọng một ngày nào đó được gặp Chúa Giêsu và được Chúa Giêsu cất tiếng ngỏ lời kêu gọi mình. Và quả thực lòng mong ước của Matthêu đã được toại nguyện. Chúa Giêsu không có xét theo cái dáng vẻ bên ngoài hay là nghề nghiệp của Matthêu, nhưng mà Chúa Giêsu đã thấu hiểu được tấm lòng của Matthêu muốn được ơn hoán cải và muốn được trở thành người cộng tác với Chúa trong hành trình loan báo tin mừng. Bởi vì khi Chúa Giêsu vừa ngỏ lời thì ông đã lập tức rời bàn thu thuế, bỏ chỗ ngồi, một chỗ mà đối với nhiều người khác đây là một chỗ kiếm tiền. Nhưng ông đã nhận ra lời mời gọi của Chúa, nhận ra tình thương của Chúa dành cho mình, để rồi ông đứng dậy đi theo Chúa Giêsu. Và rồi vì quá vui mừng và cũng là một cách để cảm ơn Chúa, Chúa đã yêu thương mình, cho nên ông đã mời Chúa và các môn đệ đến nhà dùng bữa như là một bữa gọi là cảm ơn, tạ ơn. Và từ nay ông sẽ đổi đời, ông sẽ bước theo Chúa Giêsu trên hành trình loan báo tin mừng. Và rồi chúng ta thấy trong cái bữa tiệc đó thì ông cũng đã mời những người bạn thu thuế khác đến để nói với họ: "Ngày hôm nay là ngày cuối cùng để tôi sẽ từ giã
cái nhiệm vụ nhân viên thu thuế để đi theo Thầy Giê-xu. Và rồi chúng ta thấy những người Pha-ri-sêu phát hiện ra Chúa Giê-xu, các môn đệ đã đồng bàn với những người thu thuế và đặc biệt là với Ma-thêu, với Lê-vi. Rồi họ sầm sì, họ gọi các môn đệ ra, trách các môn đệ rằng tại sao các thầy lại ăn uống chung với những người thu thuế và người tội lỗi như vậy. Chúa Giê-xu nghe được câu này thì Chúa Giê-xu nói: người khỏe mạnh không cần đến thầy thuốc, người đau ốm mới cần. Tôi đến không phải là để kêu gọi người công chính, mà là để kêu gọi người tội lỗi. Chúa Giê-xu đã mặc khải cho mọi người biết rằng Ngài đến để yêu thương, để chữa lành, để đưa những người tội lỗi trở về với Thiên Chúa. Đó là điều mà trong cả cuộc đời của Chúa Giê-xu, hành trình loan báo tin mừng của Chúa, Chúa Giê-xu đều thực hiện những cái công việc đó. Và rồi chúng ta thấy cuộc đời của Thánh Ma-thêu cũng như là cuộc đời của các tông đồ khác, sau khi đã được Chúa Giê-xu kêu gọi trở thành tông đồ rồi, thì các ngài được ở với Chúa, được cảm nhận tình thương của Chúa, được thấy những việc Chúa Giê-xu thực hiện cho dân qua việc yêu thương, qua việc chữa lành bệnh tật, qua việc khai mở cho người ta những con đường dẫn đến Thiên Chúa. Và hơn thế nữa, qua cuộc đời của Chúa Giê-xu, qua sự hy sinh trên thập giá, qua cái chết và sự phục sinh của Ngài, Ngài đã mang đến ơn cứu độ cho toàn thể nhân loại. Thì các tông đồ kết riêng với Thánh Ma-thêu chắc chắn khi cùng với Chúa Giê-xu và các môn đệ trên hành trình loan báo tin mừng, Ngài đã ghi chép lại tất cả những lời mà Chúa Giê-xu rao giảng, những việc mà Chúa Giê-xu đã thực hiện. Trước đây Ngài ngồi bàn thu thuế thì Ngài ghi chép tính sổ khi người ta nộp thuế, thì nay được ơn trở lại, Ngài cũng ghi chép, nhưng mà không ghi chép những biên lai, nhưng mà Ngài đã ghi lại những lời Chúa Giê-xu loan báo, để rồi ngày hôm nay giáo hội qua mọi thời chúng ta được nghe tin mừng của Thánh Ma-thêu ghi lại lời giảng dạy cũng như việc làm của Chúa Giê-xu. Đó là sứ mạng của Thánh Ma-thêu. Để rồi tiếp nối với sứ mạng của Chúa Giê-xu, để cho mọi người được lắng nghe lời của Chúa, chúng ta cùng tạ ơn Chúa. Và chúng ta cũng xin Chúa mà giúp cho chúng ta mở lòng mình ra đón nhận những lời của Chúa Giê-xu được ghi lại trong các sách tin mừng cách riêng Thánh Ma-thêu. Thánh Ma-thêu đã trở thành tông đồ của Chúa, đã tích cực cộng tác với Chúa trong hành trình loan báo tin mừng. Mỗi người chúng ta cũng vậy, chúng ta được đón nhận lời của Chúa, chúng ta trở thành môn đệ của Chúa khi chúng ta lãnh nhận bí tích sửa tội. Vì thế chúng ta cũng được mời gọi hãy lên đường ra đi để loan báo tin mừng của Chúa cho anh chị em, giống như xưa các thánh tông đồ và cách riêng với Thánh Ma-thêu mà chúng ta mừng kính ngày hôm nay. Amen.